Ok, what's up guys? Hello các bạn, bước tới trang của Nam Từ nha. Thì rất là vui mừng khi mà quay lại có thể quay toàn bộ tất cả bài tập cho các bạn. Nhưng mà bây giờ không phải là dành cho các bạn chuyên nghiệp nữa. Có lẽ là bây giờ theo xu hướng là mọi người đang muốn có một cái lịch tập khá là cơ bản dành cho những người mới bắt đầu tập. Và mình sẽ đứng đây để có thể giải quyết được hết những vấn đề này. Và mình sẽ quay lại tất cả các chuỗi từ tập từ ngày thứ 2 tới thứ 6. Mình sẽ tập lịch tập đơn thuần sẽ là 5 bữa một tuần dành cho những người mới tập, hoặc các bạn có thể tập 3 ngày cũng được, tùy ha. Mình sẽ cho bạn hai series, một series là 5 buổi tập một tuần và một series là 3 hoặc 4 buổi tập một tuần. Thì bây giờ mình sẽ làm series 3 tới 4 buổi trước để dành cho các bạn nào mới có bước vào cái môn gym này, để tránh tình trạng là các bạn bị lan man về một số nhóm cơ hoặc là bạn không biết tập như cái gì. Thì bây giờ mình sẽ làm theo phương pháp upper và lower dành cho những bạn mới bắt đầu tập vào từ tháng thứ nhất cho tháng thứ sáu nha, là những cái bạn mới được gọi là newbie đó, để dành cho các bạn có một chương trình tập khá là đa dạng. Và mình sẽ tập xuyên suốt và video này sẽ đi theo hết tất cả mọi đường đi chuyển động của mình để bạn có thể tập theo, cũng như là bạn sẽ mở lên video và tập trung với mình nha. Ok, thì ngày hôm nay đối với lại phương pháp của mình là một người đàn ông mang tính chất được gọi là thích chuộng về full body. Mình không thiên về bất cứ một cái lĩnh vực nào cả, không phải là main physique cũng không phải là elastic physique. Mình muốn là full. Thì đâm ra mình sẽ bắt đầu vào ngày thứ hai, là hôm nay mình sẽ tập đùi, một trong những nhóm cơ mang tính chất được gọi là khá là ám ảnh với một số bạn nam. Nhưng mà đối với mình nha, đó là một nhóm cơ khá là hợp lý, tại vì trong những cái lực tập mình cảm giác là các bạn hay sơ sài và bỏ quên cái việc tập đùi này. Thì hôm nay mình sẽ khởi động và mình sẽ bắt đầu bằng ngày đùi vào đầu tiên ở đầu tuần, để giúp các bạn có một lượng test tốt nhất mang lại để bạn hoạt động cả ngày. Ok, let's go. Hôm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều bài tập. Bạn hãy xem sau khi mình kết thúc cái lời nói ngày hôm nay, thì để nói hôm nay chứ, bạn sẽ coi sau cái màn này mình sẽ đưa ra những cái bài tập cụ thể và số rep, số set và những số được gọi là nghỉ ngơi trong quá trình bài tập luyện luôn. Ok, let's go. Bài đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện đó là squat. Thì bạn lưu ý cho mình những điểm sau. Thứ nhất là phần lấy thanh đòn ra thì sẽ có hai cái phần lưu ý, đó là cái phần cái điểm bạn có thể đặt cái tay lên. Cái thứ hai là phần mà bạn cũng bị đem cái thanh đòn ra thì cái cổ tay của bạn hãy cố gắng làm sao cho nó thẳng và nâng cái phần chỏ lên chút xíu để cho bạn có thể giữ được thanh đòn nó ổn định cái phần lưng của mình. Thì mình sẽ sử dụng phương pháp 2-3 để cho phần 3 ngay trên phần trap của mình á. Và lúc này mình sẽ ổn định từ từ, mở bằng lồng ngực ra, lưu ý nha. Mở lồng ngực ra ép cái trap lại để giữ ổn định hơn. Và điều thứ hai lưu ý hơn là phần cái chân của bạn, thì bạn đặt chân làm sao cho rộng bằng vai, mũi chân sẽ hướng ra tầm cỡ 30 độ. Thì lúc này là những cái cơ bản và đơn thuần nhất. Thì mình sẽ thực hiện động tác squat đơn giản. Và khi bạn hạ mông xuống á, thì mông của bạn sẽ hạ xuống song song với mặt sàn. Và lúc này bạn sẽ đứng lên, thở ra, và lúc này bạn sẽ bóp cái phần mông lại. Và đây là những phần lưu ý dành cho các bạn newbie. Hãy lưu ý là nó rất là đơn giản, không cần phức tạp nhiều. Bạn hãy tập luyện từ mức tạ nhẹ nhất. Thì bây giờ mình sẽ khởi động cho bạn 3 set. Thì 3 set đầu tiên mình sẽ thực hiện từ mức tạ nhẹ lên từ 5, 10, 15. Để sau khi bạn khởi động nóng hết cả rồi á, thì mình vô set chính. Thì bài này mình sẽ có 3 set. Bạn cứ lên mức tạ mà cảm thấy mà bạn vừa sức thôi. Thì đối với mình thì mình lên tối đa lắm là mới bên 45, còn cái đòn nữa là 101. Thì đó là cái sức của mình. Thì lưu ý nha, 2-3 set thì bạn cứ uống nước một lần và làm sao để dung nạp được cái, làm sao cho cơ thể đừng có bị mất nước thôi. Thật sự là mình cố gắng lên và thực hiện
sau khi 2-3 phút nghỉ ngơi. Ok, 6-8 rep chờ các bạn hết mình, bạn có thể mang được một cái cơn được gọi là phẫn nộ của việc testosterone sẽ được tiết ra sau cái tập ngày hôm nay. Hơi mệt chút xíu nhưng mình sẽ mang lại cho bạn một cảm giác rất là feel vào những ngày tập còn lại. Thì phương pháp của mình là tăng test trước rồi sau đó mình sẽ tăng cơ sau. Ok, let's go. Bài tập số 2 thì bạn sẽ qua bài tập đạp đùi hay leg press, là một những bài tập khá là ổn định. Thì mình sẽ chọn 3 bài là squat, leg press với lại leg extension để mình tác động vào phần đùi trước trong ngày hôm nay. Tại mình sẽ có trong tuần hôm nay là 4 buổi tập, là bài đầu tiên là lower upper và lower upper, ngược lại như vậy nha. Thì bài này cần lưu ý như sau: thứ nhất là phần đầu gối của bạn, thứ hai là cái phần mũi chân, và phần gót của bạn phải được đặt hết vào cái mặt phẳng để bạn đạp. Thứ ba, hơi thở và làm sao để nén hơi đạp lên. Và lưu ý thêm một điểm nhỏ nữa, nếu mà trong quá trình mà bạn đạp đùi á thì bạn có thể cong một chút xíu lại để cho cái tư thế nó sẽ ổn định hơn, hay là bạn ngã người ra nằm, tùy theo mỗi người thôi. Thì thấy như mình thì mình hơi ngước cái đầu chút xíu để cho cái thế hơn thôi, thì đó là cái cách quan niệm của cá nhân của mình. Còn lại thì các bạn có thể nằm xuống cả ghế hay là như thế nào đó là ổn định nhất nha. Thì mình sẽ chọn phương pháp là không có đạp theo cái cách là được là phức tạp. Dành cho các bạn mới tập thì mình sẽ đạp theo kiểu normal, đặt hai chân song song và mũi chân của bạn mở ra một cái góc tầm cỡ 30 độ như bạn squat vậy đó, để cho bạn hãy tác động phần đùi trước. Ok, let's go. Khi mà tập mức tạ như thế thì những bạn newbie khá là mệt, giống như bạn đang cảm giác là mình sau khi mình chấn thương xong mình tập lại cũng rất là mệt, và mình đang cố gắng đi theo mức tạ đúng cái số sức của mình đã có, và thì phần lower của mình tập cũng khá là được là khỏe. Ok, rồi một lý nhỏ như thế này nha, trong quá trình mà bạn nhìn lúc mình tập á thì lúc mình đạp lên á thì bạn nhìn dường như giống như là mình đang lóc gói, nhưng mà không phải nha. Thì cái đùi của mình sẽ lóc xuống như thế này, lóc xuống như thế này nha, chứ mình không bóc nữa nha. Nè, vậy như vậy mới là gọi là lóc đùi của mình nha. Mình đang thẳng đùi thôi thì để cho đùi mình nó fit lại. Thì bạn đừng có lưu ý là bắt chước theo, tại vì mình đang cong gói nhưng mà nhìn thì nó tưởng như lóc, tại vì cái phần đầu đùi của mình nó hơi bự á, thì ra nhìn nó hơi nó kiểu như vậy, mình đang lóc gói thôi. Lưu ý các bạn là đạp ra thì nhớ cố gắng giữ cái độ cong vậy nè, hơi cong xíu nha, đừng có lóc xuống nha, nó nguy hiểm cho cái phần xương bánh chè là lắm. Thì làm ra lưu ý là tập kiềm từ thôi bây giờ hiệu quả. Ok, rồi sáng thứ ba chuẩn bị mình sẽ đổi qua bài kế tiếp rồi. Chú ý để ghế nha, để lại nha. Ok. Ok, bài tập số 3, leg extension mình làm đá đùi nha. Thì bài này mình sẽ hỗ trợ phần đùi trước một lần cuối cùng để mình kết thúc cái phần đùi. Thì tập tăng test mà, với lại bạn mới bắt đầu tập á thì chắc chắn buổi đầu tiên mà đối với các bạn mà tập 1 tháng tới 6 tháng á kinh khủng lắm. Thì đâm ra nhớ rằng á, tập thì hết mình đi để bạn có thể có được một buổi tập nó thật sự đáng. Tại vì nhiều bạn á bị một cái nè, có nhiều lý do lắm mình sẽ liệt kê. Một á là bạn sẽ chán ăn, hai là bạn sẽ cảm giác là bạn ăn nhiều thứ mà ngoài đường quá mà bạn nghĩ là bạn ăn đủ năng lượng hay là đủ dinh dưỡng á. Nhưng mà sự đối với các bạn thì bạn không hấp thụ dinh dưỡng nhiều đâu. Thứ nhất bạn không đốt calorie nhiều, thứ hai là bạn không hết mình đi buổi tập, thứ ba bạn sợ người tập đùi, là một trong những nguyên tắc mình gọi là làm cho bạn vướng lại một chút xíu gì đó. Bạn đang chăm chút nhiều quá phần upper, nhưng mà phần đùi của bạn á là một trong những cái hệ thống đốt năng lượng rất là tốt. Có thể là bây giờ nhiều cái hạng mục Memphis này nọ rất là nổi tiếng, hay là nhiều cái giải đấu rất là nhiều, nhưng mà mình cảm thấy nha,
các bạn nên tập trung chút xíu vào phần lower, nó sẽ giúp cho bạn có thể đẩy nhanh quá trình hơn nhiều thứ hơn. Giống như là mình sẽ tập trung vào việc là làm cho burn calorie, làm nhịp thở mình sẽ tối ưu hơn. Như bạn thấy thì tập chỉ có 2 bài thôi mà thở rất là nhiều, và bài thứ 3 này cũng kinh khủng không bằng đâu. Ok, bài này thực hiện nha. Nhớ lưu ý bài này như sau: 1, đá thẳng; 2, làm sao để có thể gồng hết phần đùi trước lại; 3, đừng bao giờ để cho tạ nó chạm xuống dưới mức cuối cùng, giữ cho độ căng luôn luôn được nha. Ok. Ok, thật là sự mừng sau khi kết thúc 3 bài đùi. Mình nghĩ cảm giác của các bạn cũng khá phê dành cho các bạn mới tập. Ok, bây giờ mình sẽ qua 2 bài bắp chuối. Thì mình sẽ chọn bài leg press để mình nhúng bắp chuối. Và bài thứ 2 là mình sẽ qua máy Smith để mình có thể nhúng bắp chuối. Mình sẽ cho nó theo phương hướng được gọi là đứng nhúng và nằm ngồi. Ngồi để nhúng bắp chuối ha. Nguyên tắc của bắp chuối chỉ có 2 phương thức thôi, là nhón lên và chịu lực xuống. Và lưu ý lúc này á, nhớ là bạn đưa bắp chuối lên á, nhón bắp chuối xuống á, nhón cái mũi chân xuống á, thì bắp chuối nó sẽ được căng lên. Thì nhớ cố gắng là bấm cái mũi chân xuống, xong rồi bạn sẽ nhón lên. Mình tập hôm nay mình tập bằng chân không, hôm nay mình sẽ cho bạn thấy rõ hơn. Còn khi mà bạn đứng nhón á, thì bạn cố gắng cũng bấm những cái mũi chân bạn xuống đất luôn, thì hiệu quả hơn ha. Thì coi như xong 2 bài bắp chuối nữa, bài xong bài leg ngày hôm nay, thì chắc chắn bạn sẽ tạo được một cảm giác hơi mệt. Nhưng mà sau khi bạn xong cái bài leg intention hồi nãy đi, bây giờ bạn đã rất là đã rồi. Nên mình mong các bạn sẽ có được cảm giác như mình và giữ được cái trạng thái nó sẽ ổn định hơn. Và mỗi bài như vậy không ai ép bạn phải làm quá nhanh, từ 1 tới 2 phút nghỉ làm vô lại ok, hoặc là 2 tới 3 phút tùy bạn, đừng có quá 3 phút là được rồi. Ok. Cái này mình sẽ để hai cái mũi chân song song thôi cho nó đơn giản, và mũi chân này bấm hai hết những cái ngón chân xuống một cái này rồi. Ok. Ok, rồi kết thúc bài tập ngày đầu tiên dành cho các bạn newbie 1 tới 6 tháng. Mong là mình sẽ giúp ích được các bạn một gì đó nó thật sự nó hữu ích. Và sau cái buổi tập này mình cũng sẽ nói cho các bạn luôn là trước khi tập á, hãy cố gắng sử dụng cái thực phẩm đơn giản thôi. Trước khi mình không muốn chỉ bài phức tạp nhiều, hãy cố gắng ăn miếng cơm một với lại một ít thịt, dù thịt gà, thịt bò hay gì cũng vậy, tầm một chén với lại tầm cỡ nửa chén thịt gà.
tầm cỡ ít thôi, nửa chén thịt gà nhỏ 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 vậy nè, rồi thêm ít rau nhẹ nhẹ. Bạn nào mà muốn sử dụng supplement đó thì mình nghĩ là các bạn nên mua BCA hoặc là pre workout để có thể tỉnh táo hơn, hoặc là sử dụng cà phê đen. Ba sự lựa chọn nha, để tránh tình trạng là mình nói các bạn ăn uống nhiều quá hay là cho bạn ăn không mà mệt lắm. Mình sẽ đưa ba lựa chọn luôn, là cà phê, pre workout hoặc BCA tùy bạn, hay là EA gì đó, hay là protein tùy các bạn ha. Bạn sẽ sử dụng trước khi tập 30 phút, hoặc là bạn có thể sử dụng trong khi tập quá trình được gọi là pha muỗng loãng ra BCA uống đợi cho đỡ mệt. Rồi sau khi tập á, nhớ lưu ý nha, là giãn cơ. Bạn nào mà quên cái vấn đề giãn cơ á, hay là bạn muốn tìm hiểu thêm á, thì bạn cứ lục lại cái video ở dưới, có một cái bài mình tập cho bạn 2-3, có một cái bài gọi là giãn cơ trước khi tập, thì bạn có thể thực hiện bài đó. Còn không á, thì bạn có thể thực hiện những động tác đơn giản thôi, hiện như là bạn có thể thu cái chân lên giãn như thế này nha, giãn cho nó căng ra, đứng tầm cỡ 5 giây đổi chân, xong rồi bạn ngồi xuống, bạn ép cho cái phần chân bạn nó giãn ra, là bạn sẽ giãn cơ tĩnh cho nó ổn định. Ok ha. Và sau khi tập xong, bù nước vô, bù nước uống từ từ vô. Từ lúc mà rời khỏi phòng tập á, đồng ý là rời khỏi phòng tập là thời gian vàng dành cho các bạn có sử dụng whey protein. Nhưng mà bây giờ các bạn mới tập thì mình khuyến cáo các bạn nên ăn trước đi, ăn để bổ trợ cho việc nhai cho nó tốt hơn, làm cho bạn cho chất nó sẽ tăng nhiều hơn. Thì về nhà hãy ăn. Giờ đi về cầm một chén nước suối, uống nhấp từ 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 đây tới nhà. Rồi sau đó bạn hãy làm một khẩu phần ăn cơm, chỉ có cơm trắng cũng được, cơm trắng, thịt gà hay gì đó. Và lưu ý là đừng có nêm nước tương, nước mắm nhiều quá là được, tại lúc đó bạn sẽ làm cho cái khoang ăn bị mặn á. Thì coi như mình khuyến cáo như vậy để cho dễ ăn, cứ đơn giản trước đi. Mình sẽ có một cái series sau khi mà kết thúc cái này á, sẽ có một series nấu ăn cho các bạn về việc là làm sao cho các bạn newbie có thể được có được một cái khẩu phần ăn nó đơn giản, phù hợp với nhu cầu sức khỏe của các bạn. Ok, nhớ like và subscribe để ủng hộ mình, coi như là mình sẽ làm một series gì với bạn sinh viên, cố gắng làm lại từ từ nha. Các bạn nào chưa biết tập á, thì nhìn video này bạn sẽ gặp ngày đầu tiên trong ngày upper dành cho bạn từ 1 tới 6 tháng, là series đầu tiên dành cho các bạn newbie. Ok, thank you bros, like và subscribe. Ok, bye bye.